Hiện nay, thành phố Sông Công đã thành lập 145 tổ công nghệ số cộng đồng với 830 thành viên tại 10 trên 10 xã phường trên địa bàn thành phố. Để các tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động thực sự hiệu quả, ngày 30 tháng 7, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho tổ công nghệ số cộng đồng của thành phố các đại biểu dự hội nghị đã được đại diện sở thông tin và truyền thông truyền đạt các nội dung và nhận thức định hướng chuyển đổi số nói chung và mục đích yêu cầu đối với các tổ công nghệ số cộng đồng nói riêng đưa nền tảng số công nghệ số kỹ năng số đến người dân thông qua tổ công nghệ số cộng đồng để thúc đẩy chuyển đổi số giúp người dân tiếp cận môi trường số tiêm phong sử dụng nền tảng số công nghệ số qua đó trở thành tác nhân thúc đẩy kinh tế số xã hội số chính quyền số phát triển mạnh hơn tổ công nghệ số cộng đồng sẽ trở thành lực lượng nòng cốt triển khai đến từng ngõ từng hộ gia đình các nền tảng số công nghệ số để người dân được tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản tự nhiên xuất phát từ thực tiễn gắn với nhu cầu của cuộc sống hàng ngày từ đó chung tay xây dựng phát triển kinh tế số xã hội số tại địa phương